Các con thân mến, trong các tiết luyện từ và câu lần trước, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về câu kể ai thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bộ phận chủ ngữ trong câu kể ai thế nào. Tiết học ngày hôm nay của chúng mình gồm 3 hoạt động chính: hoạt động 1 nhận xét, hoạt động 2 ghi nhớ và hoạt động 3 luyện tập. Trong hoạt động nhận xét, chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện những nhiệm vụ mà sách giáo khoa đưa ra để từ đó rút ra được những nội dung chính của tiết học ngày hôm nay. Ta đến với bài tập đầu tiên. Tìm các câu kể ai thế nào trong đoạn văn sau. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hà Nội tưng bừng màu đỏ, cả một vùng bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình, các cụ già vẻ mặt nghiêm trang, những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. Theo Võ Nguyên Giáp, trong bài này sẽ gồm 6 câu, cô được đánh dấu số thứ tự từ 1 đến 6 ở trong đoạn văn này. Các con cũng nên đánh dấu vào trong sách giáo khoa để dễ dàng theo dõi và thực hiện nhiệm vụ mà đề bài đưa ra. Trong đề bài này yêu cầu chúng ta tìm câu kể ai thế nào. Và bây giờ cô sẽ nhắc lại cho các con một lần nữa kiến thức về câu kể ai thế nào mà chúng ta đã tìm hiểu ở trong các tiết học trước. Trong các tiết trước chúng ta đã biết rằng câu kể ai thế nào gồm có 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, và bộ phận chủ ngữ này sẽ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận thứ hai sẽ là vị ngữ, trả lời cho câu hỏi thế nào. Và trong tiết trước chúng ta cũng biết rằng vị ngữ sẽ là các từ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật, và do tính từ hoặc động từ hoặc cụm tính từ, cụm động từ tạo thành. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng kiến thức này để tìm câu kể ai thế nào trong đoạn văn vừa rồi. Đầu tiên câu số 1. Các con thấy rằng chắc chắn câu số 1 không phải là câu kể ai thế nào, bởi nó không có đủ 2 bộ phận là chủ ngữ và vị ngữ. Đồng thời câu này thì cũng không trả lời được cho câu hỏi là ai, cái gì, con gì và thế nào. Tiếp theo câu 2, Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Ở đây chúng ta thấy rằng đây là câu kể ai thế nào, bởi vì nó gồm 2 bộ phận. Một bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Một bộ phận thì trả lời được cho câu hỏi thế nào. Câu 3, cả một vùng bát ngát cờ, đèn và hoa. Đây cũng là câu kể ai thế nào, tương tự như cách phân tích của cô ở trong câu 2. Câu 4, những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Đây không phải là câu kể ai thế nào. Tiếp theo câu 5, các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Đây cũng là câu kể ai thế nào. Câu 6, những cô gái thủ đô hớn hở áo màu rực rỡ. Đây cũng là câu kể ai thế nào. Vậy từ đây chúng ta rút ra được các câu 2, 3, 5 và 6 là câu kể ai thế nào. Chúng ta đến với yêu cầu số 2. Ở đây trong yêu cầu số 2 thì cô đã gộp luôn cả yêu cầu số 3. Vậy chúng ta sẽ thực hiện bài tập số 2 và bài tập số 3 luôn nhé. Xác định chủ ngữ của các câu vừa làm. Chủ ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì và chúng do các từ ngữ nào tạo thành. Để hoàn thành bài tập 2 và 3 luôn thì chúng ta sẽ kẻ một bảng như sau. Bảng này sẽ gồm 4 cột, đó là câu, chủ ngữ, nội dung biểu thị và từ ngữ tạo thành. Ở đây cô đã làm mẫu một câu cho con. Cô làm mẫu cho các con câu Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Ở đây các con thấy rằng Hà Nội sẽ là bộ phận chủ ngữ. Tại sao Hà Nội là chủ ngữ? Bởi vì Hà Nội trả lời được cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Đồng thời Hà Nội chính là sự vật được miêu tả ở trong phần vị ngữ. Thứ hai, nội dung biểu thị. Các con thấy nội dung biểu thị của chủ ngữ này đó là cho ta biết được sự vật sẽ được thông báo. Ở đây, nội dung biểu thị của chủ ngữ này đó là cho ta biết sự vật sẽ được thông báo về đặc điểm tính chất ở vị ngữ. Và từ ngữ tạo thành chủ ngữ này đó là một danh từ riêng. Vậy thì dựa vào cách cô đã hướng dẫn các con hoàn thành câu thứ nhất, bây giờ các con đã làm tương tự với các câu còn lại. Câu số 2, cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Chủ ngữ ở đây sẽ là cả một vùng trời. Nội dung biểu thị của chủ ngữ này cũng là cho chúng ta biết sự vật sẽ được thông báo về đặc điểm tính chất ở vị ngữ. Từ ngữ tạo thành chủ ngữ này đó là cụm danh từ. Ở câu các cụ già vẻ mặt nghiêm trang, chủ ngữ sẽ là các cụ già và nội dung biểu thị của nó thì cũng giống như hai câu trên, và từ ngữ tạo thành đó là cụm danh từ. Câu cuối cùng, những cô gái thủ đô hớn hở áo màu rực rỡ, chủ ngữ ở đây sẽ là những cô gái thủ đô. Nội dung biểu thị của chủ ngữ cũng tương tự như ba câu trên, và từ ngữ tạo thành đó là một cụm danh từ. Như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần số 2, phần ghi nhớ để rút ra những nội dung chính của tiết học ngày hôm nay. Đó chính là chủ ngữ của câu kể ai thế nào sẽ chỉ những sự vật có đặc điểm tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ. Nhớ là nó phải được nêu ở vị ngữ nhé. Thứ hai là chủ ngữ sẽ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.
Các con ghi nhớ cho cô hai ý này để chúng mình vận dụng và làm các bài tập. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau sử dụng những đơn vị kiến thức này để hoàn thành các bài tập ở trong phần số 3, phần luyện tập. Ta đến với bài tập đầu tiên, tìm chủ ngữ của các câu kể ai thế nào trong đoạn văn dưới đây. Ôi chao, chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao? Màu vàng trên lưng chú lấp lánh, bốn cái cánh mỏng như sợi dây bóng, cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ, bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân. Các con sẽ xác định câu kể ai thế nào có trong đoạn văn, đồng thời tìm chủ ngữ của các câu vừa tìm được. Ở đây, cô sẽ ghép luôn hai nội dung này vào làm một. Trong phần nhận xét thì cô đã nói lại cho các con về câu kể ai thế nào rồi, cách xác định câu kể ai thế nào. Vậy thì bây giờ tương tự như thế, các con sẽ hoàn thành bài tập này. Ở trong đoạn văn này, các câu kể ai thế nào sẽ là các câu số 3, màu vàng trên lưng chú lấp lánh này. Tiếp theo là câu 4, bốn cái cánh mỏng như sợi giấy bóng. Câu 5, cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Câu 6, thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Và câu 8, bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân. Hay nói cách khác, câu 3, 4, 5, 6 và 8 là các câu kể ai thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xác định chủ ngữ của các câu vừa tìm được. Vậy vận dụng vào kiến thức vừa rồi, chủ ngữ của câu kể ai thế nào sẽ là các từ chỉ sự vật được miêu tả về đặc điểm tính chất ở trong phần vị ngữ, đồng thời nó sẽ thường là danh từ hoặc là một cụm danh từ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chỉ ra chủ ngữ của các câu này. Và trong câu đầu tiên, màu vàng trên lưng chú lấp lánh, thì ở đây chủ ngữ sẽ là màu vàng trên lưng chú. Câu số 2, bốn cái cánh mỏng như giấy bóng, chủ ngữ ở đây là bốn cái cánh. Câu tiếp theo, cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Ở trong câu này, các con phải chú ý, câu này có hai chủ ngữ và hai vị ngữ. Chủ ngữ đầu tiên sẽ là cái đầu, và chủ ngữ thứ hai sẽ là hai con mắt. Tiếp theo, thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu, thì chủ ngữ ở đây sẽ là thân chú. Bốn cái cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân, chủ ngữ sẽ là bốn cánh. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1. Tiếp theo ta đến với bài tập số 2, viết một đoạn độ 5 câu về một loại trái cây mà em thích. Trong đoạn văn có dùng một số câu kể ai thế nào. Vậy để viết được một đoạn văn kể về một loại trái cây mà chúng ta thích, vậy thì chúng ta sẽ nói ý nào? Ý đầu tiên là các con phải giới thiệu được cho người đọc, người nghe hiểu các con sẽ định tả về loại trái cây nào. Sau đó các con sẽ miêu tả từ bao quát đến chi tiết về loại trái cây mà chúng ta thích. Cơ bản sẽ có là về hình dáng, màu sắc và vị của nó thì sẽ có vị như thế nào. Và cuối cùng là thể hiện tình cảm của mình với loại cây đó. Bây giờ cô sẽ đưa ra một đoạn văn để các con có thể hình dung và các con tham khảo. Cây gì trái ngọt vàng thơm, tên nghe ngỡ mãi không vươn thẳng mình. Đố các bạn biết đó là cây gì? Nếu bạn đưa ra đáp án là quả xoài thì bạn đã có một đáp án vô cùng chính xác đấy. Quả xoài là loại quả mà mình thích nhất. Quả xoài chín thật hấp dẫn, hình dáng bầu bĩnh, hương thơm ngào ngạt. Khi chín, vỏ xoài vàng ươm và có vị ngọt sắc như pha cùng mật. Ai ăn cũng phải tấm tắc khen ngon. Đây là đoạn văn của cô, dài khoảng 5 câu, nói về loại trái cây cô thích là quả xoài. Và trong câu các con thấy rằng cô sử dụng rất nhiều các câu kể ai thế nào. Vậy bây giờ các con tương tự như cô vừa làm, các con hãy viết một đoạn văn kể về loại trái cây mà các con thích. Nhớ là đoạn văn này chỉ khoảng 5 câu và phải có sử dụng câu kể ai thế nào nhé. Bài tập vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay tại đây rồi. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con.